Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lập một nhóm các nhà khoa học nhằm điều tra các mầm bệnh mới và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Trong danh sách của WHO có một nhà khoa học Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các nước đang phát triển. Ông sở hữu bằng cử nhân sinh học ở Việt Nam và bằng tiến sĩ khoa học đời sống môi trường ở Pháp. Hiện, tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng đang giữ vai trò đồng lãnh đạo chương trình sức khỏe con người và động vật tại Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế tại Kenya. Nhóm cố vấn khoa học mới của WHO có nhiệm vụ đưa ra một khuôn khổ toàn cầu mới để nghiên cứu nguồn gốc các mầm bệnh xuất hiện có khả năng gây đại dịch. Các thành viên của nhóm được chọn từ hơn 700 đơn ứng cử và đáp ứng một loạt các quy định khoa học. Danh sách nhóm này sẽ được đưa ra tham vấn công khai trong hai tuần tới.